quý vị và các bạn, qua 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thành đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ và phát huy hiệu quả tích cực trong cuộc sống. Trên cơ sở kết luận số 01 và các hướng dẫn kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị với chủ đề tự soi, tự sửa. Quá trình thực hiện, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, các cơ quan đơn vị đã tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, chất lượng, có sức lan tỏa sâu rộng. Các nội dung mới trọng tâm về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được phân tích cụ thể gắn với thực tiễn hoạt động từng cơ quan đơn vị, gắn với vị trí công tác, nhiệm vụ của đảng viên, nhất là người đứng đầu. Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành thường xuyên chỉ đạo cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ban hành chương trình hành động, trong đó nêu cụ thể nội dung tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ huyện. Từ đó đã tác động đến nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn, tạo nên những chuyển biến trong việc thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Qua cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì đã có ý nghĩa rất là quan trọng, góp phần làm thay đổi cái nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thì qua cái việc gắn với cán bộ thì nâng cao cái chất lượng cán bộ, đội ngũ cán bộ cũng đã được quan tâm, chất lượng đã được nâng cao. Hiện nay 100% đội ngũ cán bộ của công chức của xã đã có trình độ đại học, trong đó là thạc sĩ là chiếm 11,8%. 100% là các cán bộ công chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị, đảm bảo cái yêu cầu và nghị quyết đại hội đặt ra và tiêu chuẩn cán bộ. Thời gian qua, huyện Thạch Thành đã chỉ đạo việc thực hiện kết luận số 01 gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua theo hướng rõ việc, rõ địa chỉ, rõ mô hình, có sức lan tỏa cao. Đặc biệt, phong trào xây dựng con người, cơ quan đơn vị kiểu mẫu, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh trở thành việc làm thường xuyên của các cơ quan đơn vị, của cán bộ đảng viên. Các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ đảng viên nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Các phong trào thi đua tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan cộng đồng dân cư, góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tôi ông là một bí thư chi bộ, ông về triển khai đến trước hết là cái ban công tác mặt trận của thôn, triển khai đến các đoàn thể để phân công cái nhiệm vụ cho từng đoàn thể một phụ trách về từng mảng, về mỗi đoàn thể là nắm bắt về cái khu vực người dân cư một, là nắm bắt để mà động viên đó là nhân dân là làm là và thực hiện tốt cái đường lối và chủ trương chính sách của đảng. Trên cơ sở nội dung của chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm có tính đột phá gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện để chỉ đạo thực hiện. Trong đó tập trung vào một số nội dung chính như tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn và đô thị phục vụ sản xuất, sinh hoạt và đời sống nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng phong cách, tác phong cán bộ công chức viên chức năng động, sáng tạo, thân thiện, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch chương trình hành động theo phương châm cụ thể, sát thực tế, chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, gắn với nhiệm vụ chính trị. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc phức tạp, được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình đánh giá cao.
anh Vũ Hoàng Ngân, kiểm lâm viên, hạt kiểm lâm huyện Thạch Thành, là một trong những tấm gương tiêu biểu được tôn vinh trong dịp sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của huyện Thạch Thành. Làm việc tại địa bàn các xã Thạch Bình, Thạch Sơn, Thạch Cẩm và Thành Mỹ, anh đã xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao và tổ chức huy động lực lượng chữa cháy rừng từ xã đến thôn. Trong những ngày nắng nóng, tổ đội của anh luôn theo dõi và trực 24/24 giờ, không để xảy ra cháy rừng và cháy thảm thực bì gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Với tinh thần trách nhiệm cao, anh đã phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền và tổ chức kiểm tra an ninh rừng, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép. Nhờ những kiểm lâm viên tích cực như anh Vũ Hoàng Ngân mà nhiều năm qua, an ninh rừng trên địa bàn được giữ ổn định, không có tình trạng khai thác rừng, phá rừng, cháy rừng hay buôn lậu lâm sản diễn ra. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì trong riêng bản thân tôi đã cố gắng tham mưu đầy đủ kịp thời cho lãnh đạo chính quyền địa phương về các công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Trong những năm vừa qua tôi đã tham mưu đầy đủ xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng với phương châm 4 tại chỗ, xây dựng lực lượng tuần tra canh gác bảo vệ. Riêng bản thân tôi thì cố gắng tuyên truyền vận động người dân tuyên truyền về pháp luật quản lý bảo vệ rừng, luật lâm nghiệp để người dân không vi phạm những luật lâm nghiệp, thường xuyên tổ chức những buổi họp thôn để tuyên truyền pháp luật lâm nghiệp. Bác sĩ Nguyễn Xuân Hiểu, phụ trách khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành, cũng chọn cho mình những công việc cụ thể để học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là thực hiện nghiêm túc các quy định về y đức theo lời Bác dạy, lương y như từ mẫu. Là người trực tiếp ra y lệnh điều trị, anh luôn luôn phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cầu thị, tiếp thu những ý kiến đóng góp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Anh đã góp phần thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật khó, cứu sống được nhiều bệnh nhân nặng, triển khai các kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Trong thời gian qua, thì với sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, của tôi và các đồng nghiệp đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật khó, cứu sống được nhiều người bệnh nhân nặng. Và đồng thời thì trong thời gian qua thì cũng triển khai được các cái kỹ thuật mới góp phần nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện, hạn chế được cái lượt bệnh nhân phải chuyển viện. Những cái thành tích đó thì cũng đã được ban giám đốc và lãnh đạo của ngành y tế ghi nhận. Trong 3 năm qua, huyện Thạch Thành đã biểu dương 79 tập thể và 113 cá nhân góp phần nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến làm theo lời Bác. Qua đó kịp thời động viên khích lệ và tạo sức lan tỏa trong cán bộ đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn huyện. Chúng tôi sẽ tiếp tục quán triệt các nội dung yêu cầu của chỉ thị 05, kết luận 01 gắn với việc cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên để tiếp tục nâng cao nhận thức về thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ đảng viên. Và đây cũng chính là nội dung chủ đạo để xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đảng bộ hiện sẽ tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân, cả hệ thống chính trị năng động, sáng tạo, quyết tâm cao để thực hiện tốt các cái yêu cầu, nhiệm vụ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực hơn nữa, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành sẽ phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Toàn Đảng bộ huyện Thạch Thành đang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, không ngừng đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần gần dân, sát dân, nâng cao trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 25, phấn đấu sớm đạt mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.